Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con len hoàn toàn mới của Shirui. Và đây cũng là cái thương hiệu rất là nổi tiếng được bên mình hợp tác lần đầu tiên với hãng. Nó có tiêu cự là 56mm f1.2 dành cho Fujifilm. Và nó sẽ có màu trắng ở đây nha, mình đã bóc hộp ra rồi. Và nó cũng chính là nằm trong cái bộ ba len gọi là Shirui Snipper F1.2 autofocus, là lấy nét tự động nha các bạn. Với con này á, thì lấy nét của nó rất là nhanh luôn. Đây là cái thông tin của con len ha. Với cái ống này á, thì nó mới vừa được ra mắt khoảng vài ngày thôi, và bên mình đã có hàng về rồi. Thì nguyên cái bộ ba của nó sẽ bao gồm là 23mm nè, 33mm và 56mm. Tất cả đều là khẩu độ siêu lớn F1.2 và cũng đều có autofocus luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để cho các bạn xem bên trong cái con len này nó như thế nào. Tất nhiên á, là con len bên mình đã lấy ra rồi nhé. Đây, cái hộp của nó nhìn trông rất là xịn sò luôn. Đây là một sắp giấy hướng dẫn sử dụng của hãng, thì bỏ qua đi. Ở đây thì sẽ là một cái túi nhung Shirui đựng len rất là mịn. Đây là cái nắp sau thôi. Và đây là cái gì đây? Này gọi là gì ta? Hàng hút ẩm. Rồi, bỏ qua ha. Thì với con len của chúng ta, đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Nó thì sẽ được làm bằng kim loại. Ở đây là mình đang có phiên bản màu trắng nha. Nó sẽ có 3 màu, đó là màu đen nè, màu bạc và màu trắng. Với màu đen và màu bạc á, thì bên mình đã ship đi hết hàng cho người ta rồi. Thì khi mình mở đợt order con len này á, rất là nhiều người đặt thì chắc cũng khoảng 30 mấy con. Mà chỉ mượn duy nhất được cái con 56 1.2 mà màu trắng này thôi, nên cắm lên body mà màu đen như vậy á, thì nhìn nó hơi kỳ, không được đẹp mắt cho lắm. Và nó cũng sẽ có 3 ngàm cho Fujifilm nè, Sony nè và Nikon Z. Với màu trắng như vậy á, thì thường sẽ phù hợp cho những bạn dùng Sony, tại vì máy Sony nó sẽ có màu trắng. Với bộ ba len snipper này của Shirui á, thì nó sẽ có nhiều đặc điểm giống nhau. Ví dụ như là đều có khẩu độ là F1.2 nè. Đều có phi là 58mm. Và cũng có công nghệ lấy nét STM cho tốc độ lấy nét rất là nhanh. Mình có test thử qua trên máy Fujifilm của bên mình á, thì lấy nét siêu nhanh luôn. Gọi là nhanh nhất trong tất cả các con len mà len 4, là len mà hãng thứ 3 dành cho máy ảnh. Ví dụ như đây là Shirui, còn đây là máy Fujifilm. Len 4 có nghĩa là len không phải của Fujifilm sản xuất, mà từ hãng thứ 3 sản xuất và dùng cho máy Fujifilm nhé. Thường á, thì những con len có khẩu độ lớn á, lấy nét sẽ chậm. Nhưng mà với cái ống này và mấy cái ống mà mình cũng test thử qua á, nhưng mà mình chưa kịp làm clip á, là như 23, là 33 của Shirui á, thì lấy nét siêu nhanh luôn, cực kỳ nhanh trong mọi tình huống. Ở đây á, thì mình nói luôn á, là mình không có test ở trên máy được. Lý do đơn giản là các bạn có thể xem đây nè, máy mình đang bị lỗi về màn hình. Đây, lỗi về màn hình nhấp nháy nè. Đó, mà đi cái này là không biết nói sao, nhưng mà có thể nói là gọi là một cái video bóc phốt hãng Fuji luôn. Là mình đặt mua cái màn hình khác để thay cho con máy này, nhưng mà từ tháng 7 tới nay luôn vẫn liên tục chưa có hàng. Bây giờ là tháng 12 rồi. Ngoài ra thì bên mình cũng không có chuyên về chụp hình, tại vì bên mình là chuyên về quảng cáo sản phẩm bán hàng nhiều hơn. Thì nếu các bạn mà cần xem ảnh chụp từ những con ống kính của Shirui thì các bạn cứ vào fanpage Betisa Việt Nam, mình sẽ để ở đây, hoặc là số điện thoại mình để đây nha. Các bạn cứ cần tư vấn gì đó thì cứ liên hệ với mình là được. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái chân đồng được mạ vàng thì cho tốc độ lấy nét rất là nhanh nè. Ngoài ra thì với ống kính này tất nhiên nó sẽ có hỗ trợ lấy nét vào mắt và khuôn mặt luôn. Ở đây thì có chua tai si nè, để các bạn có thể update firmware dễ dàng và nhanh chóng. Với Shirui thì hầu hết mọi người đều biết đến hãng này là chuyên cho quay phim. Với các dòng len quay phim, ví dụ như là Nightwalker nè, hoặc là mấy con len mà có hiệu ứng Aramofit á, thì Shirui đang rất là ngon và giá nó cũng tương đối rẻ so với mặt bằng chung.
Nên về quay phim á, thì khi mà quay á sẽ cần nhất là đồng bộ màu sắc giữa các tiêu cự. Và với bộ ba này, bộ ba lens này á, thì nó cũng sẽ đồng bộ màu sắc ở ba tiêu cự luôn, đó là 23, 33 và 56mm. Và cả ba tiêu cự này á, thì đều đồng nhất về cấu tạo, đó là gồm 12 thấu kính chia làm 11 nhóm và có đến 11 lá khẩu, nên bokeh á, thì rất là đẹp. Và đây hiện tại là giá khi mà reorder á, là đặt hàng trước á, thì giá nó rất là rẻ so với giá bán lẻ của hãng. Nên nếu mà các bạn mà mua đợt đầu á, thì sẽ giá nó gọi là một con lens có AF khẩu độ siêu lớn, lớn nhất luôn á, mà giá lại rẻ nhất trong tất cả các hãng lens. Ví dụ như của Viuchok nè, hay là của Sigma nè, có khẩu F1.4 nhưng mà giá nó cũng gần như là tương đương hoặc là bằng với mấy cái con F1.2 của Shiru này. Ngoài ra nếu các bạn mà mua một set 3 lens luôn, là 3 tiêu cự 23, 33 và 56 á, thì các bạn còn được giảm giá nè, khá nhiều luôn. Và được tặng thêm một cái hộp đựng 3 lens rất là xịn sò của Shiroi. Rất là xin lỗi các bạn, thì ở đây mình không thể test bất kỳ cái gì hết cho các bạn xem. Thì các bạn mà muốn xem các clip test hay hình test của cái ống kính này thì các bạn cứ vào fanpage bên mình là 7F Design Việt Nam, mình sẽ để đây hoặc số điện thoại đây nha. Nếu các bạn cần tư vấn gì đó thì cứ liên hệ với bên mình là được. Hồi nãy mình quên nói thì con lens này sẽ được tặng kèm một cái hood tròn như vậy nhé. Đây khi gắn lên thì với 56mm thì sẽ được tặng hood tròn, còn 23 hoặc là 33 thì sẽ được tặng là hood hoa sen. Đó là chỉ là một điểm duy nhất khác biệt của cái bộ snipper này thôi. Ngoài ra thì hoàn toàn giống nhau về màu sắc, phi ống kính, cấu tạo thấu kính hoặc là tốc độ lấy nét. Rồi, xin cảm ơn các bạn.